Lâm Đồng, một người đàn ông tử vong sau khi công an xã mời lên trụ sở làm việc. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát. VinFast tham gia vào thị trường xe hơi điện cao cấp ở châu Âu. Nuôi cá linh, tôm càng xanh trên ruộng lúa mùa lũ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật sáng ngày 26 tháng 9 của DKN TV và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Lâm Đồng, một người đàn ông tử vong sau khi công an xã mời lên trụ sở làm việc. Thưa quý vị, vào chiều 25 tháng 9, công an huyện Đạo Huai Ai của tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân tử vong sau khi bị công an xã Hà Lâm mời lên làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý. Người tử vong là ông Phan Văn Lan, 49 tuổi, ở thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huai. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 24 tháng 9, ông Lan đã có ý kiến trao đổi với công an xã Hà Lâm khi chứng kiến lực lượng này lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe tải luồng xanh vì cáo buộc vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, một cung đường hai điểm đến. Đến khoảng 9 giờ ngày 24 tháng 9, một phó công an xã Hà Lâm cùng với hai công an viên đã tới nhà của ông Lan đưa giấy mời, yêu cầu ông Lan lên trụ sở công an xã để làm việc. Báo Thanh niên phản ánh, lúc đó ông Lan có hơi men trong người, đã tỏ ra bức xúc với việc làm của công an. Ông Lan sau đó bị đưa về trụ sở công an xã. 3 tiếng sau đó, người thân của ông Lan nhận tin ông đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vào chiều 25 tháng 9, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của các cơ quan chức năng đã hoàn tất. Chính quyền huyện Đa Huai và xã Hà Lâm cùng với gia đình đã tiến hành lo xong tang lễ cho ông Lan. Ông Phan Văn Thuần, em trai nạn nhân cho biết, ông chứng kiến và ghi nhận trực tiếp công tác khám nghiệm tử thi. Ông Thuần khẳng định trên người ông Lan có rất nhiều thương tích. Bà Đỗ Thị Tuyết Thu, 50 tuổi, là vợ của nạn nhân nói: "Tôi rất bức xúc trước cái chết của chồng mình." mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân ông Lan tử vong. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng ủn tắc tại các chốt kiểm soát. Ngay trong tối ngày 25 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký công điện liên quan đến việc kiểm tra xử lý và chấm dứt ngay tình trạng ủn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông đường bộ. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay trên địa bàn một số địa phương vẫn còn hiện tượng để xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường bộ, đặc biệt là khu vực có chốt kiểm soát dịch, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng vận chuyển và tiêu thụ hàng nông sản của người dân, đồng thời làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Để sớm chấm dứt tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Giám đốc các sở giao thông vận tải các tỉnh thành kiểm tra tình trạng giao thông trên các tuyến đường, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo về Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, thành phố để kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thực hiện không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gây ủn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch. Tình trạng này cần được chấm dứt ngay, công điện nêu rõ. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thu hồi ngay các văn bản không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gây ủn tắc giao thông thực hiện tiền kiểm hậu kiểm các phương tiện vận tải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống của người dân vùng có dịch, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban dân cấp tỉnh nếu để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ trên địa bàn. VinFast tham gia vào thị trường xe hơi điện cao cấp ở châu Âu Thưa quý vị, Tờ báo Pháp Le Monde cuối tuần chú ý đến việc tập đoàn VinFast của Việt Nam gia nhập thị trường xe hơi chạy điện cao cấp. VinFast sẽ tung ra hai mẫu xe địa hình tại Pháp và Đức vào cuối năm 2022. Cách đây không lâu, việc một nhà sản xuất xe hơi Việt Nam không tên không tuổi muốn đặt chân vào thị trường cao cấp không được quan tâm cho lắm. Ngày nay, sự xuất hiện của thương hiệu VinFast không gây ngạc nhiên vì xe chạy điện chính là xu hướng của kỹ nghệ xe hơi, các rào cản công nghệ dần được tháo gỡ. Thành công của Tesla cho thấy vẫn còn chỗ cho các khuôn mặt mới, từ lĩnh vực công nghệ cao như Apple cho đến các nhân tố đến từ những nước đang phát triển. Từ sau khi tham dự triển lãm xe hơi thế giới 2018 tại Paris, VinFast đã xây dựng một nhà máy có năng lực 250.000 xe một năm tại Hải Phòng, đầu tư 4,4 tỷ đô la. Sau khi cho ra đời 30.000 xe dựa trên công nghệ của BMW và General Motors trong năm 2020, Ngày thứ Năm 23 tháng 9, tại Torino của Ý, VinFast đã giới thiệu hai mẫu xe 100% dùng điện sẽ bán ra tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan vào năm 2022 tới và sẽ ra thêm các mẫu mới trong tương lai. Được hãng Pininfarina của Ý vẽ kiểu, hai mẫu E35 và E36 có thiết kế hài hòa, màn hình trung tâm 15,4 feet bình điện dung lượng lớn từ 90 đến 110 kWh để có thể chạy được trên 500 km không cần nạp điện. VinFast đã hợp đồng với các nhà sản xuất nội thất nổi tiếng như Bosch, ZF, Forosia, tham khảo các nhà cung cấp bình điện và hệ thống điện Trung Quốc, Đài Loan, Israel để không lệ thuộc vào một nguồn công nghệ duy nhất. VinFast cũng tuyển mộ được các chuyên gia từ Tesla, Toyota, Nissan và cả Michael Lodscheller, cựu giám đốc của hãng Oppo. Thomas Christian, giám đốc marketing ở châu Âu khẳng định, xe của VinFast cao cấp với trang bị nội thất hàng đầu, nhưng giá cả thì phải chăng khác với chiến lược giá rẻ của các hãng Trung Quốc như MG hay Airways. Vì sao không mua lại một thương hiệu châu Âu đã có sẵn thị trường? Christopher Maxier, phụ trách hậu mãi của VinFast cho biết, muốn bắt đầu từ một trang giấy trắng. Theo ông, xuất xứ Việt Nam của thương hiệu không hề bất lợi. Tại châu Âu, nó mang lại một hình ảnh trung dung, thậm chí là dễ mến, khác với Trung Quốc hay Hàn Quốc. Sức sống của dự án chủ yếu dựa vào tập đoàn mẹ Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam thành lập, bắt đầu từ việc bán mì ăn liền ở Ukraine và nay trở thành tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Doanh số hàng năm của VinFast là 16 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 2% GDP Việt Nam. Nhãn hiệu xe hơi này có thể tạo điều kiện cho Vingroup vươn ra nước ngoài trong những lĩnh vực khác như địa ốc, giáo dục, y tế, phân phối lưu thông du lịch. Việt Nam không phải là nước duy nhất muốn trỗi dậy nhờ cuộc cách mạng xe hơi điện, nhưng hiện giờ các dự án tại Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út vẫn chưa tiến triển. Nuôi cá linh, tôm càng xanh trên ruộng lúa mùa lũ. Đói lũ nhiều năm, cư dân miền Tây sông nước đã tìm sinh kế khác thay cho việc săn bắt sản vật mùa nước nổi. Ngày cuối tháng 9, anh Bùi Trí Nhân, 27 tuổi, ở thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bơi xuồng đi thăm ruộng lúa kết hợp với nuôi tôm càng xanh được 3 tháng. Mực nước cao khoảng 7 tấc, nước lên đến đâu, lúa vượt đến đó với thân lá cứng cáp. Vừa bơi xuồng trong ruộng lúa, anh nhân chỉ qua ao bên cạnh. Cùng thời điểm lúa xuống giống, 300.000 con tôm càng xanh cũng được thả nuôi. Sau 3 tháng, con lớn to bằng ngón tay cái, chiếm khoảng 10% Cách đây mấy ngày, chúng đã được chọn để thả sang ruộng lúa. Trước khi thả vào ruộng lúa, tôm cần phải loại bỏ càng để chúng tập trung phát triển thịt. Riêng số tôm nhỏ tiếp tục nuôi trong ao. Đến cuối tháng 11, khi nước lũ rút, cũng là lúc lúa trổ bông. Một tháng sau thì lúa chín, tôm cũng đủ kích cỡ để thu hoạch một lượt. Sở dĩ chọn tôm càng xanh vì chúng phát triển rất tốt cùng với lúa. Trời mát, thì tôm sẽ lên ruộng ăn trứng nước Artemia, một loại ấu trùng mới nở. Trời nắng thì chúng xuống mương để trú và ăn rong rêu, tảo quanh gốc dạ. Mô hình này hoàn toàn không tốn thức ăn, anh Chí Nhân chia sẻ. Anh Nhân là một trong số những nông dân đang thí điểm nuôi tôm càng xanh và cá linh trên ruộng lúa ở vùng đầu nguồn sông Kiểu Long. Dự án sinh kế mùa lũ này do Phòng Kinh tế thành phố Hồng Ngự khai triển kể từ tháng 6 trên diện tích 11 ha với một ao rộng 1 ha dùng để nuôi tôm giống và 10 ha trồng lúa. Cũng thực hiện mô hình, ông Nguyễn Văn Tuấn, 45 tuổi, cho biết trước đây vào mùa nước nổi, gia đình sống nhờ việc răng lưới, cắm, câu ếch. Mấy năm gần đây nước lũ về ít, tôm cá lại ngày một khăn hiếm. Việc đánh bắt chỉ đủ để ăn, khi được gợi ý thực hiện mô hình này, ông đã đồng ý ngay. Để chủ động chữ nước, lúc nuôi cá linh, ông Tuấn đã lên đê bao cao khoảng 1,5 mét xung quanh thửa ruộng. Sau đó, ông tận dụng nước thải các ao cá cha xung quanh để đưa vào ao, ruộng tạo nguồn trứng nước để làm thức ăn cho cá linh. 5 triệu con cá linh giống thả xuống, chúng lớn rất nhanh mà không tốn chi phí thức ăn. Sau một tháng đã có thể thu hoạch với giá bán là 130.000 đồng 1 kg, sản lượng thu được là khoảng 1,5 tấn. Ông Tuấn cho biết, trừ đi chi phí mua con giống 3 đồng một con, tiền công và một số chi phí khác, giá thành cá linh chỉ khoảng 15.000 đồng mỗi kg. Ông thu lợi hơn 170 triệu đồng. Ông Tuấn giải thích cạn kẽ, thu hoạch cá linh xong sẽ xuống giống lúa để chuẩn bị thả tôm. Chủ ruộng cần xuống giống trước lũ khoảng 1,5 tháng, tức là vào cuối tháng 6. Thời gian sinh trường kéo dài 6 tháng, tức là sẽ thu hoạch sau khi lũ rút 1 tháng. Khi nước về, có thể cho vào ruộng lúa sâu đến 1,2 m và chữ lại bằng hệ thống đê bao. Tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia về môi trường, trường Đại học Cần Thơ cho biết, một dự án sinh kế mùa lũ cần đạt được 4 mục tiêu. Trước hết là tạo sinh kế cho người dân trong mùa lũ mà ít rủi ro nhất. Ngoài ra, nước lũ khi vào đồng ruộng sẽ cung cấp phù sa giúp đất ít bạc màu hơn. Mục tiêu thứ ba là chữ nước để chia sẻ rủi ro ngập lụt cho hạ nguồn và xả nước trong điều kiện khô hạn. Mục tiêu cuối cùng là gây dựng đa dạng sinh học. Cá trắng sinh sôi là thức ăn cho cá đen, cá đen tiếp tục là thức ăn của chim cò. Tùy vào từng điều kiện sinh thái cụ thể để ưu tiên chọn mục tiêu nào hàng đầu. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!